Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Hồi hộp quá mọi người ơi. Cố lên, cố lên. Sao chị cười? Các bạn nữ ở đây đang cầm trên tay một bông hồng rất là đẹp. Wow. Theo như mọi người biết thì bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Đúng rồi. Nhưng màu sắc của bông hồng nó có ý nghĩa khác nhau. Đối với bông hồng đỏ, ý nghĩa của nó về một tình yêu đam mê, cháy bỏng. Bông hồng trắng tượng trưng cho tình yêu ngây thơ trong sáng. Còn bông hồng hường là một tình yêu vừa mới chớm nở. Còn bông hồng vàng là bông hồng về niềm vui tươi sáng. Còn bông hồng màu cam nói về tình yêu nhiệt huyết. Hay. Hay ạ. Nhiều ý nghĩa nhỉ. Bây giờ em mới biết luôn á. Ngày hôm nay Peter đến đây với một bông hồng ý nghĩa và quan trọng nhất đối với Peter. Tuy là bông hồng đó không đẹp, không nhưng đẹp. Peter tin chắc bông hồng đó sẽ rất quan trọng đối với Peter. Và Peter luôn hướng tới niềm vui tươi sáng. Cho nên là Bông hồng tình yêu tươi sáng. Oh my god. Wow. Chắc chắn đúng không ạ? Chương trình không lừa nữa đâu em. Em nghĩ là Peter Thiên Phú đến đây không phải là vì em đâu. Có một cái giai đoạn là em với Peter cũng khẳng định với nhau tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi. Và hai đứa em đều không phải là gu của nhau. Nhưng mà hình như đúng gu chị Luna. Em cảm thấy đúng gu chị Luna nãy giờ luôn. Em tới đây có mục đích. Vậy em tới đây để tỏ tình. Dạ. Hôm nay đến đây hy vọng sẽ tìm được một cơ hội và tìm được một người hoàn mỹ dành riêng cho mình. Luna trắc trở lắm. Bạn ấy cần một niềm tin và một chàng trai thật là đường hoàng tử tế. Đây, chàng trai đã đến rồi. Chị ơi, cho em xuống được không? Sao vậy? Em run quá. Em nghĩ sao về nét diễn này của diễn viên Luna? Dễ thương. Dễ thương. Ok. Ê, em đáng chưa? Cho Luna chia sẻ một chút trước khi mà mình bước vào bên trong kia nhá. Ok. Thì khi mà mình đứng ở đây thì mình cảm giác là có hai suy nghĩ trong đầu. Đó là đầu tiên là mình rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở đây đó là tại vì những gì mà Peter đã chia sẻ thì mọi người cũng có thể thấy là điều quan trọng nhất đối với Peter đó là gia đình và là sự nghiệp. Nhưng mà hôm nay Peter quyết định đứng ở đây thì khiến cho mình khá là ngạc nhiên. Thì em luôn đặt để mọi thứ ưu tiên của em là gia đình em trước, xong rồi tới cái gì đó. Tại vì em cũng chưa trải nghiệm nhiều, nhưng mà em biết chắc em là người đặt để gia đình lên hàng đầu. Đối với em, sự nghiệp là quan trọng nhất. Yêu nó không phù hợp. Tại vì
em không thể nào chia ra một cách đầy đủ. Tại vì em vừa nghe Peter nói là Peter đang dành hết thời gian vào công việc của mình, thì em muốn hỏi Peter một câu là vậy ông có thực sự kiểu yêu cái người con gái mà hôm nay ông sẽ tới đây tỏ tình không? Em rất là thích câu hỏi của anh Lực Trần, nhưng mà câu trả lời của em sẽ dành cho phần sau. Em đã bắt chung okay. Nhưng mà khoan đã. Ôi Peter chỉ muốn nói một điều thôi, là đúng như Luna nói, đối với Peter sự nghiệp và công việc rất quan trọng. Và Peter cảm thấy rằng chuyện tình yêu ở thời điểm đó không thực sự quan trọng đâu Peter. Nhưng hiện tại nếu không phải là lúc này thì Peter biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Và bây giờ thì cho mượn tay Peter. Ê, từ ạ. Ê, lại bị lừa. Ê, khoan nha. Tên. Vinat. Vinat. Em hả? Xin chào, mình là Peter Thiên Phú. Không nhìn em. Ủa nào mọi người, chỉ biết là Peter Thiên Phú tới thôi, mình cũng chưa biết được là bạn ấy tới vì ai mà. Mình có hy vọng rồi, các chị em ơi. Được, nhưng mà hình như đúng gu chị Luna. Em cảm thấy đúng gu chị Luna nãy giờ luôn. Chị Luna, chị gặp Peter ở ngoài chưa? Chưa. Chị gặp thì mê chết. Ôi. Em cũng hơi run một xíu. Chị ơi, bọn em lên đứng cạnh chắc hết run đó. Nào mời Luna, lên đây em. Em chào anh. Vâng mọi người. Cái bông hồng màu vàng này mọi người còn biết thêm một ý nghĩa khác nữa. Đó là tượng trưng cho tình bạn. Chị Vân ơi, chị Vân giúp em với. Chị Nát, con có đồng ý không? Em thật sự trời ơi, hạnh phúc nhờ. Đẹp đôi quá à. Tự nhiên đứng nhiều đây thấy đẹp đôi rồi á. Thật đồng chờ. Mời em về nhá. Tại vì đợt đó là ngay đêm Noel thì hai người có hợp tác với nhau lần đầu tiên. Thì lên cái khung ảnh á, thì Binat cũng thấy là ồ trời sao người này nhìn với mình hợp đôi quá vậy. Nhưng mà thật ra là đôi khi á, tụi mình không hợp tính nhau. Nhưng mà tình yêu thì không có giới hạn. Đúng rồi. Tung còn nói là suốt cả một quá trình lận không cảm nhận được, nhưng mà biết đâu bất ngờ. Đúng rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều là nhìn hai người rất là đẹp đôi. Cái tấm chiếu mới này là tấm chiếu mới trong chuyện tình cảm. Và hôm nay là lần đầu tiên mà cậu ấy đến đây để chinh phục điều đó, phải không? Màu sắc của bông hồng nó có ý nghĩa khác nhau. Bông hồng hường là một tình yêu vừa mới chớm nở. Ngày này cũng đã đến. Cậu được ước thấy rồi. Tay mát đó Lực Trần. Thế chị cảm ơn em chưa? Cảm ơn em. Sao đoạn này thùy mị quá vậy? Binat ơi, một năm rồi em ạ. Binat thấy sao? Cố lên. Ok, sao giờ thấy người run là Binat ta?
ngờ. Wow. Thề mình là nam mình cũng cua Vinat luôn ý. Wow. Cố lên em. Tại vì Vinat cũng đã từng nói với Peter là tụi mình không có hợp nhau. Tụi mình không có hợp tính nhau. Tại vì mỗi lần mà hai đứa làm việc với nhau là thế nào cũng sẽ có một đến hai lần cãi nhau. Và mỗi lần cãi nhau thì có anh quản lý là anh Tài sẽ là người giảng hòa cho hai đứa và ok, bắt đầu làm việc lại. Đừng nhìn tôi như vậy bà. Vinat muốn có tò mò học quà này là gì không? Ừ, cũng hơi. Mở ra nha. Hay là vô trong kia mở? Mở đây. Gì đây? Salam bát. Ra thì Peter biết Vinat ngồi ở đây cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi. Đau lưng à? Đau lưng. Đau lưng. Mệt. Peter thấy hết. Cho nên hôm nay là cơ hội để Peter chăm sóc Vinat. Để đây nha. Rồi. Mời các bạn nữ mở hộp quà của mình. Ô, có quà. Đâu, quà của Vinat đó. Quà của mình. Đừng tưởng bỡ. Đã. Yeah. Cái này là của quà của mình đúng không? Là cảm ơn anh bỏng xem người ta tỏ tình. Thế chúng tôi thì sao nhỉ? Thôi đây, chị cho anh kìa. Xin lỗi các anh tại vì hôm nay cho em dành tất cả các tình cảm cho các bạn nữ. Ôi. Đi à? Nào, vào không thầy? Thầy muốn gửi lời gì cho Vinat trước khi Vinat đi vòng không? Anh chỉ nhắc lại là khi mà con tim mà lên tiếng thì hãy để những lý trí nằm yên và hãy lắng nghe cảm xúc từ trái tim của em. Em xứng đáng với điều đó. Đi lẹ đi, đi lẹ đi. Đẹp đôi quá. Wow, ôi. Nice. Wow. Vinat có nhớ đây là khung cảnh gì không? Đây là một cái lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh? Ừ, đúng không? Là cái ngày mà hai đứa mình lần đầu tiên bắt đầu quay với nhau. Đúng không? Như kiểu hai người đi dự tiệc ấy. Vinat làm cảm động quá. Anh đuổi mắt chữ luôn. Anh cảm động nha. Anh cảm động. Thôi ta, cảm động nữa. Em được lên căn phòng này rồi mọi người ơi. Cố lên đi. Cố lên. Bạn tưởng đi em ơi. Vinat cố lên. Ngày xưa thì Vinat vẫn trân talk đúng không? Thì bây giờ là Peter. Vậy thì mở đầu bằng một ly nha. Cheers. Okay. Không uống được rượu. Peter là một người không uống được rượu nhưng lại thật ra thì đây là khung cảnh đầu tiên mà chúng ta làm việc chung với nhau. Cũng là clip đầu tiên Peter với Thư quay chung. Ok, đúng rồi. Đó, Vinat thấy như thế nào? Peter đẹp trai thiệt. Thiệt, đẹp trai thiệt. Với lại Peter rất là ga lăng. Cảm ơn Vinat. Ông lúc đầu tôi cũng nói rồi,
Tôi cũng nói là Peter là người rất là ga lăng rồi. Khá là ấn tượng mấy cảnh mà. Không? Okay. Ấn tượng. Peter rất là xả mình quay, có nghĩa là cũng không biết kết quả như thế nào nhưng mà Peter vẫn cùng tụi mình quay chung. Cảm ơn Vinat. Thật ra thì ấn tượng đầu của Peter đối với Vinat thì hơi khác xíu. Ấn tượng đầu của Peter với Vinat á thì bữa đó là ngày họp. Ngày họp nội dung hay là ngày họp về dự án hay sao đó Peter cũng không nhớ nữa, nhưng mà ngày đó là ngày lên nói chuyện để trao đổi với nhau về công việc á. Thì Peter lên thấy Vinat khác xa với trên clip. Vinat mặc đồ thoải mái, bình dân, một cô gái rất là, nói chung là rất là bình dân và gần gũi. Thật ra Peter cũng bất ngờ, tại vì trước khi mà vào team Peter cũng xem tất cả các clip của các bạn á, thì Peter thấy Vinat trên clip rất là thần thái, rất là siêu việt luôn đó. Nhưng mà gặp ở ngoài thấy Vinat lại gần gũi rồi, rất là khác so với clip. Thật ra Peter thì cũng ít ấn tượng ai về vẻ bề ngoài lắm. Thì Peter biết là đẹp thì đẹp thôi, nhưng mà Peter vẫn quan trọng ở bên trong. Sau một khoảng thời gian làm việc dài với Vinat, biết Vinat là một người nhiệt huyết, tập trung cho công việc, như cái tên của Vinat vậy. Nữ anh hùng. Nữ anh hùng. Rất là mạnh mẽ. Vinat, một người con gái tuyệt vời. Một người con gái tuyệt vời. Biết Vinat biết lý do vì sao đến này không? Cũng ngoài lý do là đây là kiểu khung cảnh lần đầu tiên hai đứa gặp mặt kiểu làm việc, hay là còn có một ý nghĩa nào khác? Ok. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi để tìm câu trả lời. IQ tôi hơi thấp cho nên là hơi gán. Không sao. Thì tôi tin chắc khả năng của Thường làm được. Ok. Rồi. Đây là trò chơi đón ô chữ, tìm ô chữ. Và mỗi hàng sẽ có một ô chính. Và nhiệm vụ của Vinat phải tìm ra những chữ ngang và sau đó ghép các chữ ô màu vàng chính, lại. Đúng rồi, lại với nhau để ra câu trả lời. Ok. Thì như chương tóc thì nếu Vinat trả lời sai, Vinat sẽ uống. Còn Peter trả lời sai, Peter sẽ uống. Ui ba cái này. Làm sao giết được Vinat? Thì Peter tin là Vinat sẽ làm được. Bắt đầu chưa? Sẵn sàng chơi. Chưa? Câu hỏi đầu tiên. Series đầu tiên mà Peter với Vinat đóng chung là series gì? Cái này thì khá là dễ đoán. Nhưng mà cũng phải thú thật là không ngờ hai cái hình ảnh tụi mình nó hợp nhau đến như vậy. Thiệt ra là Vinat cũng Peter cũng có nghe là Vinat chia sẻ là cái người đóng chung lúc đầu đúng không? Không phải là Peter. Nhưng mà không biết trời xui đất khiến sao, hôm đó lại là Peter quay chung với Vinat. Thì tôi xin đoán đó là Mafia. Vẽ lên đúng không? Ghi lên đúng không? Đúng. Peter sẽ ngồi ghi lên đúng không? Peter sẽ ghi vào để coi đúng không nha. Ok. Ma Phi À John. Ok. Chọn trẻ luôn. Vậy thì Peter sẽ uống. Đây. Thì đây là series đầu tiên mà Peter và Vinat đóng chung với nhau. Và đó cũng là một khoảng thời gian mà Peter làm việc với Vinat nhiều nhất có thể. Lúc đó Peter nhớ là Vinat nhờ Võ Huy. Ừ. Nhưng mà lúc đó Võ Huy không tới.
Không phải. Phải không? Không phải. Ý là không biết trời xui đất khiến. Cái là hôm đó Phan Huy cũng có tới mà. Vậy hả? Ừ, cũng có nhờ nhưng mà kiểu vẫn cảm thấy chiều cao hơi chênh lệch. Với lại hai cái mặt nó cũng không có vẻ hợp. Tại vì lúc đó Binat cũng về nhà xem lại cái clip mà tụi mình quay đêm Noel. Thì Binat nghĩ là người đó không ai khác, đó chính là Peter. I don't know who you are, but I promise you my heart. I don't know when we'll be together. Peter cũng không hiểu vì sao mặt của mình á lại khớp với nhau đến như vậy luôn á. Có nghĩa là thường đọc comment người ta luôn nói là mặt phu thê, chúng phu thê. Rồi hoặc là lâu lâu mà Binat mà cãi cha rồi sau đó người ta còn nói là Binat là anh em với Peter nữa. Lúc đó Peter chỉ thật sự quay được với Binat thôi. Và mỗi lần quay với Binat là lúc nào cũng rất là hot, rất là lên xu hướng. Cho nên là Peter cũng để ý, có để ý về cái chuyện đó. Ok, qua tiếp theo nha. Ok. Câu số 2. Peter tặng nón len cho Binat trong dịp nào? Khó không? Như khó, tại vì khó là phải uống nha. Có vài lần Peter đưa cho Binat, chỉ nhớ cái màu nón len nó là một cái nón len màu xanh lá cây, đi du lịch chung với công ty, đúng không? Không. Hồi hộp quá. Giáng sinh chắc cũng không phải. Nhưng mà nhớ cái màu cái nón len nó ở nhà vẫn còn. Mời. Không đủ. Ok. Tại sao lại không nhớ nhỉ? Ok. Câu trả lời. Ủa thiệt à? Nhầm nhòi em nha. Xin lỗi Peter, thiếu mất một từ. Valentine. 2022. Ok. Thiếu mất. Không nhớ à? Không nhớ lúc đó à? Không nhớ rõ, nhưng mà hôm đó Binat có chụp trên Instagram cái hình mà chân ngồi trên xe á, ngồi trên cái xe mà trung chuyển cho đến cái phòng của phòng nghỉ ngơi á, thì Binat có chụp lại và đăng Instagram cái nón màu xanh đó. Tại vì năm đó là năm mà Binat không có quà Valentine, cho nên là Peter muốn dành một suất để tặng cho Binat trong ngày hôm đó. Thì I love you cause you're a piece of my heart. Whatever you do, nói chung là biết sao Binat khóc. Sao? Không biết tại sao mà bình thường tụi mình ghét nhau, nhưng mà khi mà nói với nhau những cái lời tình cảm kiểu như là mà mình cảm thấy mình bị yếu đuối á. Bình thường Binat là một người mạnh mẽ, nhưng mà không biết sao hôm nay Binat lại. Nhưng mà bình thường mình có ghét nhau đâu, mình chỉ cự lộn cho công việc thôi. Có. Giỡn đâu. Lần nào? Có lần nào đâu. Đôi khi bị to hay nhây á là thật ra thì Peter cảm thấy cái chuyện điềm đạm nghiêm túc trong công việc là cần. Cho nên Peter cũng biết là mình nhây, mình giỡn đôi khi cũng nhiều năng lượng quá, người khác cũng không thích. Nhưng mà thiệt sự là Peter tin chắc chỉ có khoảng thời gian đó Peter mới có thể làm được như vậy thôi. Sau này Peter tin chắc có sẽ có một khoảng thời gian Peter sẽ trở nên điềm đạm lại. Không, hồi nãy Binat thấy cái cảnh mà Peter điềm đạm nhất là đứng ở đó và ngồi ở trên đó nói chuyện với chị Liêu Hà Trinh. Peter, Binat thấy là Peter khá là kiểu chững chạc và hơi run một xíu.
đúng không? Hơi rung đúng không? Peter biết là Peter không phải là người giỏi nói những chuyện ngọt ngào. Thì Peter muốn làm điều gì đó. Đến lúc Vinat cần là sẽ call Peter giống như cái nón lèn vậy. Lúc đó thì Peter nghĩ, chắc Vinat cũng không nghĩ sâu xa là nó có ý nghĩa gì. Nhưng mà thật ra cái nón lèn đó khi nào Vinat cảm thấy lạnh, Vinat sẽ đội lên. Khi nào Vinat cần sẽ call Peter đó. Câu số 3. Trên đầu tiên mà chúng ta đóng cảnh hôn nhau. Cho em xin cái điện thoại coi lại được không? Không nhớ thiệt. Không nhớ. Tại vì cũng cần gợi ý không? Cũng có vài lần giả hôn nhau đấy. Nên là cũng không nhớ rõ là khi nào. Một cái trend mà mình cười nhiều nhất. Một thời 9x đúng không? Đúng. Không, mà công nhận là Peter, nếu mà bây giờ chiếu lên chắc cười chết luôn á. Không, thật. Ok. Bình thường Peter là một người uống rượu không có giỏi. Cố lên. Ê, tôi sợ hồi tôi quậy đây quá. Quậy. Thoải mái. Ok. Biên tập không ngại Peter ở đây quậy chứ ạ. Chia sẻ một xíu. Thì đó là thời điểm mà mình tiếp xúc rất là gần mặt với nhau. Có một cái gì đó rất là khác biệt về cảm xúc. Tại từ trước tới giờ là Peter đi lên công ty với một chủ nghĩa là làm việc, ra content làm việc. Nhưng mà bữa đó không hiểu sao cái content đó lại là một cái gì đó nó tiếp xúc rất là gần á. Cho nên là Peter cảm thấy có một cái điều gì đó khác lạ. Người ta cũng không biết giải thích như thế nào và cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Thì nó... Mình nói có bao giờ bị cái cảm giác đó chưa? Có nghĩa là chỉ cần một cái hành động đó mà mình về mình cứ kiểu mình hơi lúng túng này kia đúng không? Phải không? Không, lúc đó là Peter lúng túng ngay lúc đó luôn. Peter ngại rồi Peter... Còn sao Vinat không thấy ta? Tại vì... nó không biết nữa. Phải giấu quá. Phải giấu. Lúc đó Peter cũng thật sự không xác định được đó là một cái dạng tình cảm gì. Sau đó làm việc với nhau, cứ tiếp xúc thân mật với nhau, kiểu giống như là nó đang cháy, cái xong rồi có thêm củi, có thêm rơm, nó cháy từ từ lớn hơn. Mà lúc đó tình cảm cũng hơi chớm nở là lúc đó mình cãi nhau đúng không? Không biết tại sao mình cãi nhau. Có nghĩa là lúc trước Peter cũng thấy là Vinat là một người vui vẻ, lúc nào cũng khá là cười nói và ăn nói rất là lớn tiếng đúng không? Nhưng khoảng một thời gian sau thì Vinat lại trầm hẳn và không giỡn hớt nhiều nữa. Vinat muốn nghe lời thật lòng không? Lúc đó Peter cảm nhận được một cái điều gì đó mà không biết nữa, giống như lúc đó mình hợp nhau xong rồi mình làm việc với nhau. Peter cảm nhận được là Vinat rất là muốn Peter. Nói chung là sao ta? Anh tài la đó. Anh tài la, à, đúng rồi. Anh tài la đó. Thật ra thì cũng không hẳn là la nữa, nhưng mà thật sự là khi mà yêu trong công việc nó có nhiều vấn đề, cho nên là tụi mình cũng thống nhất với nhau. Và Peter cũng biết là Vinat là một người nghiêng về lý trí nhiều hơn. Và ngay cả trong room talk là mình cũng nói với nhau là mình chỉ làm việc được thôi, chứ còn cái chuyện
xa hơn thì nó khó và nó không thể. Đã ai từng có tình cảm dù thoáng qua nha với thành viên trong CL Team chưa? Hỏi Peter chứ, có Peter phải trả lời đi chứ. Có. Nếu mà là Thư thì hầu như là không. Không. Tôi lúc nào cũng vạch cho mình một cái sự rõ ràng. Thật ra thì lúc đó tụi mình cũng thống nhất là làm việc không nên có tình cảm vì nó phát sinh nhiều vấn đề. Và Peter cũng nhớ rất rõ là Vinat cũng từng nói là Vinat sẽ không yêu ai trong công việc, tại vì nó rất là nhiều vấn đề. Đúng. Nó phức tạp lắm á. Rồi và Peter lúc đó cũng chia sẻ mà đúng không? Không hẳn như vậy. Tại vì đôi khi gặp vấn đề trong công việc là tại vì hai người chưa thực sự hiểu nhau. Nhưng nếu như hai người hiểu nhau thì hai người không gặp vấn đề mà càng ngày càng phát triển. Và Vinat biết giờ. Yeah. Vinat cũng là một phần rất là quan trọng trong lòng Peter. Tiếp nha. Ok. Ô, số 4. Dự án làm việc với nhau nhiều nhất và cãi nhau nhiều nhất. Cái dự án mà tụi mình không thể nào quên được. Không thể nào quên được luôn, đó chính là Đón Ánh Mặt Trời. Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. Lại một ngày mới đã ghé thăm tôi. Tại vì đó là một trong những cái dự án đầu tiên của CEO Team. Bắt đầu nó rất là nhiệt huyết. Tức là Peter cũng biết là trong thời gian đó tụi mình cũng khá là khó khăn trong việc. Đúng rồi. Chạy theo cái đam mê của tụi mình. Chạy theo cái công việc tụi mình. Rất là vội vã tụi mình. Ngay cả bạn bè của Binat còn hay trách móc Binat là sao thấy mày làm việc hoài vậy? Chả thấy mày đi chơi với tụi tao gì hết á. Thì maybe do cái chuyện đó Binat khá là bận và suy nghĩ về công việc hoặc là về gia đình. Cho nên là Binat cũng không suy nghĩ đến chuyện của mình. Peter hiểu mà, Peter nhìn ra hết. Nhưng mà lúc đó Peter không biết phải nói bằng cách nào. Đôi khi Peter thấy đây là một cơ hội tốt để có thể nói ra. Em nghĩ là Peter Thiên Phú đến đây không phải là vì em đâu. Có một cái giai đoạn là em với Peter cũng khẳng định với nhau tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi. Và hai đứa em đều không phải là gu của nhau. Tụi mình không có hợp tính nhau. Tại vì mỗi lần mà hai đứa làm việc với nhau là thế nào cũng sẽ có một đến hai lần cãi nhau. Để Peter ghi. Mà công nhận tụi mình quay này cực ghê. Tự mình quay, tự edit, tự chuẩn bị trang phục. Rất là nhiệt huyết cho dự án này. Tiếp nha. Ok. Câu số 5. Bộ ảnh lãng mạn nhất mà mình từng chụp chung với nhau. Lãng mạn nhất. Lãng mạn nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chữ, 7 chữ cái. Sao chiếu hình lên luôn rồi. Hình như đây là lần đầu tiên Mina được mặc đầm cưới. Và có người làm chú rể với Binat á. Wow. Peter bình thường á, Peter rủ Binat đóng vai cô dâu á. Binat cũng có nói là sẽ bị mất duyên. Ừ, sao mất duyên á mà, sau này tôi không có chồng được thì sao. Đó, xong rồi đây là một dự án
Mà bình thường Peter rủ Vinat đóng vai cô dâu thì nó cũng là một cái gì đó nó bình thường, nó cũng là một cái gì đó nó diễn trên TikTok thôi. Nhưng cái này đúng nghĩa là giống như là mình hóa thân thành cô dâu chú rể rồi chụp hình tại studio, giống như là vợ chồng son đi đi chụp ảnh cưới vậy. Ok. Cho nên là đối với tôi đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất. Lúc này Binet đang bị đau chân á. Và cũng khá là hơi tủi thân vì chỉ có một mình ấy. Clip về dự án này. Từng lỡ yêu em rồi, từng lỡ thương em rồi. Vì nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vơi vơi. Nơi đôi mắt em cầu vồng lên ngày sao đêm, ông thầm mong được bên em. Cảm xúc của Peter lần đầu tiên chụp bộ ảnh này với Vinat, Peter cảm thấy rất là thật luôn á. Cảm giác nó giống như là Peter thật sự là một chú rể. Và không biết nữa, cảm giác giống như là mình thật sự là mình là người đã có một mái ấm. Cho nên là khoảnh khắc đó bây giờ cũng nó cũng rất là kỳ lạ, bởi vì ta cũng không thật sự xác định được. Hình như mình còn cái tấm là mặc cái đầm có cái dải vôn trắng ở đây và Vinat có dở lên nhìn Peter. Lâu lâu Peter cũng có co lại á. Co lại luôn hả? Co lại. Nó không biết nữa, nó hay hay mà. Nói chung là lúc đó là Peter có cảm xúc rất là nhiều đối với Vinat. Lúc đó là Peter không biết nữa, có khoảnh khắc không biết Binat có nhận ra không nha, là lúc mà chụp lâu lâu nhìn vào mắt nhau á. Peter ngại đúng không? Peter ngại rồi Peter cảm giác giống như là như thế nào ta, chứ cưới vợ hả? Peter không trải nghiệm được cái cảm xúc này nhiều nên Peter không biết, nhưng mà đó là một cảm xúc rất là khác từ trước tới giờ. Là anh đã biết rằng anh yêu em. Ok. Còn một ô nữa thôi. Ô cuối cùng. Ô cuối cùng. Món ăn mà Peter nấu nhiều nhất cho Vinat là món gì? Ủa có nấu hả? Có. Ở nhà chung mình có nấu, Peter có nấu ăn mà. Mà nấu nhiều nhất mà đến nỗi mà ngán luôn. Chỉ có gà bỏ mật ong vô chứ không có cái gì hết trơn á. Không, gà bỏ mật ong là một cái món kiểu một buổi ăn bình thường thôi, nhưng mà một cái món mà Peter học trên mạng á, rồi Peter làm cho mọi người ăn, sau đó cho mọi người ăn xong rồi mọi người ăn quá chừng luôn, rồi Vinat cũng khen nữa, rồi lúc đó Peter nấu hoài luôn. Ủa sao tôi không có cái ức nào vậy ta? Trời ơi, cái gì ta? Thôi nói luôn nha. Ok. Mỹ. Nhớ không? À. Đúng không? Ừ, sao tôi không nhớ ta? Để xíu. Một món ăn huyền thoại. Ừ.
Hoài niệm không? Nhớ cái thời ở chung với nhau ở đợt dịch ghê. Trong khoảng thời gian ở gần Bill á, Peter thường kiểu thấy Vinat làm gì Peter cũng dành làm á, biết không? Nhưng mà sao? Nhưng mà Vinat không cho. Vinat luôn có một cái rào cản. Rồi thôi, ghi tiếp nha. Rồi, đoán được chưa? Ok. Bây giờ Vinat cứ dán lên đây nha. Rồi Peter, không được nhìn đâu nha. Giờ cứ đoán đi. Rồi. Cứ đoán đi. Rồi Peter sẽ chuẩn bị một cái này không được nhìn nha. Ok. Cứ đoán đi. Nhìn rồi, lỡ nhìn rồi. Nhìn hả? Lỡ nhìn rồi. Rồi, vậy thì đoán đi, đoán tiếp đi. Có thể đoán được chữ Y, I, L nhưng mà... Tưởng nó là I love you nhưng mà không phải hả? I love you hả? Sớm sến hay vậy? Sến. Không thì câu trả lời nằm bên đây. Xin lỗi. Xin lỗi hả? Xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì điều gì? Peter không bao giờ thấu hiểu Vinat đủ nhiều. Đôi khi Vinat bực bội, đúng không? Rồi Vinat khó chịu, Vinat này kia cái nọ. Rồi một khoảng thời gian Vinat làm việc rất là nhiều, Vinat không có nhiều thời gian để quay với Peter. Peter cảm giác là lúc đó Peter không hiểu cho Vinat, là tại vì lúc đó Vinat làm việc nhiều. Chỉ là nghĩ là Vinat cứ luôn tạo một cái gì đó khoảng cách. Nhưng rồi dần dần Peter thấy được là khi Vinat không phải không muốn dành thời gian cho Peter. Thật ra thì Peter cũng nói nhiều lời xin lỗi đúng không? Cũng khá nhiều á. Cũng nhiều rồi đó, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt. Thì Peter thật sự xin lỗi Vinat. Ý nghĩa của 15 bông hồng có nghĩa là một lời xin lỗi. Thực ra là Vinat đôi khi cũng hay bướng bỉnh thật. Tại vì đôi khi cái tôi của Vinat nó hơi cao một xíu ấy, là sẽ tạo một cái rào chắn cho mình cảm thấy an toàn nhất có thể. Vì nó sợ một cái ngày nào đó mà sẽ có một người nào đó phá bỏ cái hàng rào đó và đi vào cái vùng an toàn của Vinat. Peter hiểu. Thật ra Peter còn biết là bây giờ là Peter đang phá hàng rào đó. Chùi ao trong. Khó nói quá. Vinat đang rất là khó diễn tả thật sự. Tại vì Vinat cũng không ngờ, ý là Peter lên chương trình ấy, Peter cũng không nói là sẽ là cái người nói vậy đó. Thì ngay cả khi mà chiếu cái video của Peter lên thì Vinat cũng khá là bất ngờ, cũng hơi giật mình đó. Giật mình lắm thật. Thật ra mục đích của Peter đến đây không chỉ nói lời xin lỗi. Anh Tài biết không? Không. Anh Tài không biết hả? Thấy nguy hiểm quá vậy. Vậy Vinat có đồng ý lời xin lỗi của Peter không? Ra đây cho đẹp đội hình cái đi.
Về đi. Về đi, về đi. Thực ra là Binat cũng có lỗi mà, đúng không? Tại sao mình là một đồng nghiệp với Peter mà mình không có thể nói với nhau nó rõ ràng hơn, mà chị kiểu tao không thích mày, mày không thích tao, chúng ta không nên nói chuyện với nhau quá nhiều. Hoặc là đôi khi Binat cũng thừa nhận là đôi khi Binat khá là, cái thời gian trước á, Binat khá là sai khi mà Binat khá là vô tư, cho nên là có cũng có thể là có những cái lời nói làm tổn thương Peter. Và lúc mà Binat còn nhớ ở Đà Lạt là Peter nói là đôi khi cái sự vô tư của Binat làm tổn thương đến Peter. Và thành ra Binat là một người khá là vô tâm, đúng không? Thật ra là những lần đó Peter hiểu. Thật ra Peter rất là hiểu là Binat lý do vì sao làm như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một lý do để Peter nói ra. Peter hiểu. Peter hiểu Binat từng trải qua những gì, Binat từng bị cái gì, và tại sao Binat làm như vậy. Nhưng mà luôn có một cái điều gì đó mà làm cho Peter không thể tiến gần hơn á. Và hôm nay thì khác. Và hôm nay thì khác. Binat muốn biết phần tiếp theo sẽ là gì không? Ok, phần tiếp theo sẽ là quà Giáng sinh. Quà Giáng sinh. Ừ. Ok. Ok. Thấy cái đàn đó kìa. Đón được không? Đàn à? Đàn thì chắc chắn có liên quan tới hát. Tại vì đợt ở nhà chung á, tụi mình tự nhiên nó lâu lòi ra được cái đàn guitar. Thì cũng có ngồi với nhau hát, đúng không? Chúc ôm cái được không? Dù ngày hôm qua sóng bão ghé đêm, em nghe gì không giai điệu vang trên phím đàn trong khúc ca là em. Em hay gì không chỉ cần em thấy sẵn sàng, nguyện lòng đưa em đi khắp thế gian. Em nghe gì không con tim tôi đang cất lời. Chưa bao giờ thấy gầm kêu lên như vậy ở bây giờ. Sao mình đường tụi mình ở chung với nhau rồi tụi mình đi xa quá. Em xin lỗi mọi người, okay. Em khóc nhiều, em khóc hình như tập này là khóc nhiều nhất luôn á, đúng không? Để phá tan bầu không khí. Xa thanh rồi con kỹ, xin hát một bài. Hát chung ha. Hát bài gì nhỉ? Bài tủ của mình khi okay. Mà ở Gumview hay hát đó nha. What would I do without your small mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's in the water, breathing fine. You're crazy and I out of my mind. Cause all of me love
all of you. Love your cursors on your ace, on your perfect imperfection. Give your all to me, I give my all to you. You are my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. 'Cause I give you all of you. Hoài niệm không? Rồi, một phần quà nữa. Ủa, có quà nữa hả? Nhìn lên đây. Nhìn lên hả? Tập trung như xem. Hello Vinat, chắc là đang bất ngờ lắm đúng không? Chị là người đã làm việc với em từ những ngày đầu tiên. Từ cái thời mà Vinat vẫn còn đang học đại học, nhưng mà mỗi cuối tuần vẫn tranh thủ lên thành phố để quay với mọi người. Thì sau khi học xong, Vinat đã bỏ qua một cái tương lai ổn định, mặc kệ những cái lời phản đối của gia đình, để mà lên thành phố theo đuổi ước mơ. Thì đối với chị, Vinat là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rất là dũng cảm. Một thân một mình sống ở trên Sài Gòn này, nhiều là con gái nha, nhưng mà chị vẫn chưa bao giờ thấy Vinat hay một lời nào. Thì này chị nghĩ thôi nha, Vinat ơi, dù gì mình cũng là con gái, cho nên là lâu lâu hãy cho phép bản thân mình yếu đuối chút xíu rồi, chút xíu rồi cũng được mà nha. Nhiều lúc Huy cũng cảm thấy để Vinat thiệt. Tại vì Binet là con gái mà Binet cứ làm việc từ sáng cho tới tối, nhiều lúc cũng chả đi chơi nhiều, cứ đi làm rồi đi về thôi. Nhờ cái hồi mà Binet mới lên Sài Gòn á, Binet có kể với tụi tôi nghe là lúc đó Binet vừa đi quay clip với tụi tôi mà còn phải đi vừa đi làm trợ lý thiết kế nữa thì mới đủ trang trải cuộc sống á. Vậy mà sau một năm cày cuốc ha, thì Huy cũng thấy là cuộc sống Binet bây giờ cũng khá hơn trước rất là nhiều. Nên là Huy thấy Binet dừng lại một xíu được rồi. Hello Vinat, không biết là giờ gần đây sức khỏe của em thế nào rồi. Lần mà tình cờ anh em mình gặp nhau gần đây nhất là ở trong bệnh viện. Vậy mà anh thấy là ngày nào em cũng làm việc kiểu giống như là ai nhờ cái gì em cũng hỗ trợ và kiểu rất là đầu tư á. Anh không hiểu là tại sao em không nói ra. Chỉ mong là em không có gồng bản thân mình nữa và cố gắng giữ sức khỏe để làm việc một cách tích cực hơn và nhiều năng lượng hơn. Hello. Thư yêu có nhớ mẹ không? Lâu rồi con không gọi cho mẹ. Mẹ biết con công việc rất là bận rộn cho nên không gọi cho mẹ. Mẹ cũng nhớ con lắm. Hồi con mới lên Sài Gòn, nói chung mẹ cũng không có ủng hộ cho con, tại vì thương con là một đứa con gái nhỏ nhắn mà không biết lên đó rồi nơi đất khách quê người công việc như thế nào, có ổn hay không ổn, rồi không ai chăm sóc, cái gì con cũng phải tự làm. Mẹ có gọi điện hỏi con thì con cũng nói là ổn rồi, nhưng mà mẹ biết con là một đứa con gái rất là mạnh mẽ cho nên mẹ cũng yên tâm. Rồi hôm Tết con bị mắc Covid, cũng phải ở một mình tự cách ly rồi tự ăn Tết ở trên đó, rồi nấu nướng, tự mình nấu nướng lấy. Gần đây con bị đau lưng, mẹ biết, con không nói nhưng mà mẹ cũng biết, con cũng phải đi khám hoài, nhưng mà con cũng phải tự đi một mình. Hồi nhỏ con rất là gần gũi ba, thương ba, ba cũng thương con lắm. Nhưng mà bây giờ ba mất rồi, chỉ còn có ba mẹ con mình thôi. Em thì cũng đi làm ở xa, mẹ cũng ở xa, cho nên con hôm nay cũng gần 25 tuổi rồi. Mẹ cũng mong muốn cho con có một người bạn trai hiểu con, quan tâm con, chia sẻ với con buồn vui, và thay mẹ,
thay em chăm sóc cho con. Được một người như thế, mẹ rất là vui mừng và mẹ hàng ngày mong muốn như thế. Và con cũng hãy mở lòng mình để tìm cho mình một người bạn sống cho nó vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ cầu mong chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúc con luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt trên con đường mà con đã chọn. Và đây cũng là cái ý của ba mong muốn. Ba cũng cầu mong cho con được thành đạt và theo cái nguyện vọng của con. Mẹ yêu con. Cho khóc hoài. Đụng chung chỗ ngứa của em kìa. Bình thường mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay khóc gì vậy? Không biết. Thật ra Vinat, Vinat không có cần phải cố gắng như vậy đâu. Không cần phải cố gắng chịu đựng một mình như vậy đâu. Hãy để cho người khác quan tâm Vinat. Những điều mà Peter làm á, Vinat lúc nào cũng từ chối. Có thể là sợ phiền, cũng có thể là một cái gì đó Peter không biết. Nhưng mà thật sự Vinat cho Peter có một cảm giác rất là lạ. Peter không biết đó là gì, nhưng mà nó khác xa từ trước tới giờ mà Peter cảm nhận được. Peter biết Peter không biết sắp tới Peter sẽ đối xử hoặc làm như thế nào. Nhờ Vinat có thể cho Peter có một cơ hội để được quan tâm, được bảo vệ, chia sẻ. Thật ra Peter rất muốn chia sẻ Vinat. Vinat cứ chịu một mình không à. Thiệt sự là cái gì cũng chịu một mình luôn á. Đôi khi là thật sự là muốn chia sẻ bằng cách này, cách khác, cách nào cũng vậy, cũng từ chối không. Lần này khác nha. Lần này vào một cái lớp khác nha. Ok không? Không có một mình nữa. Và Peter không biết á là mình yêu đương như thế nào, Peter không biết. Nhưng mà có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng mà thật sự đây là cảm giác rất là lạ. Peter biết Peter phải trân trọng cơ hội này, vì Peter cũng không muốn Vinat phải nắm tay về với một ai hết. Tình cảm anh muốn thấy em cười như giống lúc này là những lúc bên anh cả bầu trời. Peter chỉ muốn Vinat cho Peter có một cơ hội để tìm hiểu và hiểu sâu hơn về cảm giác mà Peter cảm nhận được. Và như Peter nói, Đức Chúa Trời luôn sắp đặt một điều đó đến với Peter. Và những điều mà Peter thấy Vinat giống như là một bè sườn của Peter vậy. Bè sườn. Bè sườn. Thiếu một cái sống được không? Giờ hai người là một, không có tách riêng. Chia sẻ, thấu hiểu nha. Yeah, cho Peter một cơ hội. Thôi một cái nữa được không? Wait. Thôi một cái nữa. Wait. Sợ khóc lần nữa. Có là Vinat ngồi xuyên suốt chương trình này đến giờ. Cũng có một bài tập khóc, nhưng mà chỉ là tại vì nó chạm đến cái chỗ mà yếu điểm nhất
của Binet á. Nên là Binet mới vỡ hòa cảm xúc ngay lúc đó thôi. Chứ thật ra là Binet hầu như là không khóc trong suốt tất cả các tập hình như vậy. Chỉ có tập đây là tập mà Binet chơi mascara tùm lum tùm le, giờ tóc rối bời, tay chân này kia cũng quýu hết trơn, cũng không biết, run lắm mọi người ơi. Thật ra thì Peter biết Binet ngồi ở đây cũng lâu rồi, đau lưng, mệt. Peter thấy hết, cho nên hôm nay là cơ hội để Peter chăm sóc Binet. Peter tặng nón len cho Binet. Nón len đó, khi nào Binet cảm thấy lạnh, Binet sẽ đội lên. Khi nào Binet cần, sẽ có Peter đó. Không biết tại sao mà bình thường tụi mình ghét nhau, nhưng mà khi mà nói với nhau những cái lời tình cảm, kiểu như là bình thường Binet là một người mạnh mẽ, nhưng mà không biết sao hôm nay Binet lại... Thật ra Peter rất muốn chia sẻ với Binet. Binet cứ chịu một mình không à. Thiệt sự là cứ gì cũng chịu một mình luôn á. 'Cause all of me love all of you. Love your curves on your ass, all your perfect imperfection. Peter biết Peter phải trân trọng cơ hội này, vì Peter cũng không muốn Binet phải nắm tay về với một ai hết. Anh luôn phía sau em, nhưng lúc em cần niềm vui giữ em thôi, nỗi buồn cứ mang cho anh. Binet luôn có một cái rào cản. Binet sợ một cái ngày nào đó mà sẽ có một người nào đó phá bỏ cái hàng rào đó và đi vào cái vùng an toàn của Binet. Bây giờ là Peter đang phá hàng rào đó. Peter cũng biết là Binet là một người nghiêng về lý trí nhiều hơn. Khi mà con tim mà lên tiếng thì hãy để những lý trí nằm yên và hãy lắng nghe cảm xúc từ trái tim của em. Em xứng đáng với điều đó. Đôi khi cái sự vô tư của Binet làm tổn thương đến Peter. Thật ra là những lần đó Peter hiểu. Thật ra Peter rất là hiểu là Binet lý do vì sao làm như vậy. Nhưng mà đó chỉ là một lý do để Peter nói ra. Nếu mà Peter nghĩ Peter phá cái rào cản của Binet, thì Peter thành công rồi đó. Thì Peter thành công rồi đó. Cứ đi đừng bận tâm chi ngày sau. Nơi nào đều có hai ta, chắc chắn sẽ là thiên đường. Chỉ cần được ở đây, em anh bất chấp cho dù đau. Đổi lại những phút vô tư cho em, hy sinh anh không là vô nghĩa. Yêu cho anh một tí thôi đừng vô tâm. Giả vờ không nhớ đến em cũng giả vờ im lặng. Chỉ làm anh nhớ nhung thêm anh dối tung suốt cả đêm. Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả. Anh vẫn là tất cả vì em luôn biết anh cần em. Ngày lần đầu tiên Binet với Peter khóc luôn. Có bồ rồi. Xin chúc mừng cho Peter Thiên Phú. Chúc mừng cho Binet đã tìm được một nửa của mình, xương sườn của mình. Peter, Binet dạy chài. Ủa, Binet dạy chài quá. Tự nhiên bữa giờ không ai lên Binet, Peter lên thành công rồi. Nói gì vậy? Nói gì xuống đây nói nè. Giờ mắt mũi em tèm lem hết trơn rồi. Bây giờ em muốn đẹp hay là em muốn trọn vẹn?
đẹp ở ngoài á mà trống rỗng ở bên trong á, hay ở ngoài lem luốc chút xíu mà tim của mình đầy, đúng không? Vâng, xin giới thiệu một phiên bản mới của Vinat. Xin chào bà Peter. Ai nói mafia là không biết yếu đuối chứ. Thật ra thì chị có thể đoán được cái kết này. Khi mà Peter Thiên Phú bối rối, co quắp và lạc trôi giữa một không gian của những người lợi khẩu, khi mà tất cả mọi người không đủ kiên nhẫn và chỉ muốn bấm next qua những phần tìm hiểu tiếp theo, qua những phần thú vị tiếp theo, và vì cho rằng bạn ấy không đủ thú vị để ở lại trong khoảnh khắc đó, chỉ có một người con gái duy nhất không quan tâm đến việc là bạn ấy có đến vì mình hay không, chỉ sợ mọi người thấy bạn ấy không đủ thú vị và tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người thấy rằng là anh chàng này đủ thú vị, ít nhất là đối riêng với bạn ấy, tìm đủ mọi ngõ ngách và cách thức để chứng minh cho mọi người thấy Peter xứng đáng, dù Peter có thể hiện là một người bối rối đến thế nào. Ý thức của cô ấy nói rằng đây chỉ là một người bạn thôi, tôi có thể giới thiệu cho anh bất cứ cô gái nào trên thế giới, tôi không quan tâm đâu. Nhưng tiềm thức bồn chồn của cô ấy ngồi không yên và chỉ muốn rằng có thể trở thành một người bảo vệ cho Peter. Peter à, em bảo em không biết yêu, bởi vì em biết nhiều hơn thế nữa. Em biết thương, em biết ôm một cô gái khi nào cô ấy cần, em biết nhấn vào những điểm yếu để cô xả hết tất cả những cái tổn thương mà cô ấy giấu giếm. Em biết cô ấy sợ điều gì, và em biết cô ấy thích những món quà như thế nào. Em biết nói lời xin lỗi, em biết nói lời cảm ơn, em biết lắng nghe, em biết lau nước mắt. Em không biết tình yêu, bởi vì em chính là tình yêu. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị. À, mọi người lên chúc mừng Peter và Vinat nha. Nào, hai bạn cùng tiến lên một bước. Chả biết sau này yêu đương thế nào nhưng mà không cần quan tâm, bởi vì hạnh phúc là ở đây và ngay lúc này, đúng không Peter? Dạ. Happy ending. Chúc mừng em. Sợ cả ở nhà. Đây ai cũng không. Sắp chia tay Vinat rồi đó. Như ai cũng muốn mừng quá, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Vinat, camera cận đang bắt em đó. Giờ cái miệng còn méo nữa, đã mắt lại lem rồi. Lem lắm luôn mọi người. Giờ em nghĩ bên đây về mắt em sưng luôn á. Nên em khóc như từ lúc mà Peter nhắc em lên tới này, em khóc từ hôm đó luôn á. Em biết sao nữa, nhưng mà chắc là gặp ngay cái người mà em sẽ kiểu đúng cái kiểu mà em muốn mềm yếu ngay lúc đó. Không phải đâu, em nhớ cái lúc em khóc đầu tiên không? Là khi mẹ gọi, bất ngờ em mới òa ra. Vì đó, mẹ là điểm yếu của em. Dạ. Còn hôm nay bước mẹ em khóc là tại vì đây là điểm yếu lớn nhất của em đây nè. Là Peter Thiên Phú đó, đúng không? Lòi ra rồi nghe. Đây, cô nàng mafia của chúng ta hôm nay đổ lệ quá nhiều, méo mó gương mặt luôn. Nhưng mà đây là cái mặt đẹp nhất mà chị thấy trong suốt khoảng hành trình vừa qua của Vinat. Đây cũng là anh chàng đẹp nhất đã đến đây. Và hy vọng rằng là hai bạn không biết yêu đương thế nào như là Vinat nói, và cũng chả quan tâm yêu đương làm sao, đâu có cái cách thức nào là chuẩn đâu. Em chỉ cần làm hai chữ thôi, vì đó là tình yêu rồi. Đó là ở đó, ở đó khi cổ cần, được không? Dạ. Xin chúc mừng ông bà Peter đã tìm được xương sườn của mình. Thật ra là nãy giờ em quan sát Peter từ lúc tới bây giờ. Lúc nói chuyện với Peter xong rồi, em cũng cảm thấy bạn này là một người cũng thật sự là chưa trải về tình yêu. Và khi bạn lên, bạn nói chuyện với Vinat thì em mới nhận ra được một điều là cho dù mình không biết yêu, hay là lần đầu mình yêu, hay là mình yêu 1000 lần đi nữa, cái quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Và em thấy được Peter rất là chân thành. Và có những cái mà chỉ có con tim mới chạm được tới con tim thôi, mắt thường chúng ta không nhìn thấy được đâu. Và em cảm ơn Peter. Chúc mừng. Tạm biệt Vinat nha. Tạm biệt Peter. Đây là lần đầu gặp mặt, nhưng mà là gặp mặt trong chương trình thôi, mà chúng ta sẽ tiếp tục gặp mặt hai giờ chọc. Hai người ở sau cánh gà sau và những chương trình sau nữa. Ok. Bó hoa của Lực Trần quá sức là tuyệt vời rồi. Cảm ơn Lực Trần. Nào, chúc cho hai bạn thật nhiều bình an và hạnh phúc nha. Dạ, yeah, cảm ơn. Cảm ơn ông Mai, Lực Trần nha. Ông Mai, tạm biệt ông Mai.
Xin vía nha. Rồi. Hạnh phúc nha. Dạ. Làm cổ khóc hoài vì hạnh phúc nha. Dạ. Thành công rồi. Rồi ôm cái cho ôm ké cô bé nè. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ em. Em vô tôi kiểu một người. Mặc dù là quay chắc cũng nhiều số cũng không hề hò á, nhưng mà cảm thấy rất là gắn bó với mọi người và đặc biệt với ekip mà. Nếu mới là sau này sẽ có cơ hội làm việc với mọi người nữa. Em rất là quý những cái cảnh lúc mà em đau lưng á, ekip chạy đồ chạy đáo kiếm cho em hai cái gối để kề cái lưng em. Em rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok. Hai bạn dắt tay nhau về đi ha. Tại vì ở đây còn phải có một điều đặc biệt khác nữa đang chờ đợi và đăng sản tình yêu ở muôn nơi này. Mong rằng cũng sẽ mang đến thật nhiều may mắn cho những người tiếp theo đến với chương trình. Hãy dành thật nhiều tình cảm cho nhau và ở bên cạnh nhau nhé. Chúc mừng Minat, chúc mừng Peter Thiên Phú nha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn. Bye. Chưa kịp xin bye. Là ai dương phu mặt trời, như là ai trăng treo đầu non, là ánh sáng phút cuối đời anh khi bình lên. Anh là trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay, lặng lẽ đưa gió mấy qua để xanh thêm màu nắng. Nhiều mùa xuân qua thật sâu kỳ, tình cầu cứ xoay trong tâm lý, để ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở wow, một cái kết thật là đẹp. Chúng ta vừa mất đi một người em gái, nhưng mà chúng ta có thêm một người em rể. Và đây cũng là cái kết mà quý vị mong đợi đúng không? Mỗi ngày chúng ta lại có thêm một niềm vui nữa để chúc mừng. Chúng ta lại có thêm những trái tim được ghép vào nhau. Và cứ mỗi lần có một cặp đôi nắm tay nhau ra đi, có những giọt nước mắt đổ xuống. Trinh tin là quý vị khán giả cũng vô cùng hài lòng và hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì chúng ta lại được củng cố thêm niềm tin là tình yêu có thật. Có thể nó chưa xảy ra bây giờ, có thể nó được bọc ở rất là nhiều những cái vỏ bọc khác nhau, nhưng mà chắc chắn nếu chúng ta đủ sáng suốt, giống như cách mà Huy nói, nếu mà chúng ta nhìn thẳng vào, chúng ta đừng nhìn vào con mắt của sự phán xét, chúng ta sẽ thấy được đứa trẻ cho chúng ta gào thét cần một người như thế nào và sẽ thấy người đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm một thiên sứ của tình yêu nữa tới để tìm tình yêu của đời mình. Xin mời mọi người sẽ về chỗ nhé. Vâng thưa quý vị, khi mà nước mắt vẫn chưa khô, chúng tôi xin được mời lên sân khấu này. Hé mở ra một bí mật mà từ đầu tôi cứ ấp mở mở, bởi vì Trinh nghĩ rằng là những điều đặc biệt nhất chúng ta sẽ để dành ở sau cùng. Xin quý vị hãy cùng tập trung về sân khấu để đón nhận một món quà đặc biệt mang đến một không khí thật tươi vui, thật nhiều năng lượng cho rất nhiều những trái tim đang bị thiếu hụt một mảnh vì nhớ Binat đây. Xin mời đón chào khách mời tiếp theo. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Mọi người đã thấy không? Chị nói là hôm nay là số rất là đặc biệt mà. Đã bao giờ mọi người thấy ba người đến tỏ tình cùng một lúc chưa? Chưa. Đã bao giờ thấy khách mời nữ mà sexy, gợi cảm, bừng cháy, chuyên nghiệp thế này chưa? Chưa. Thì tất nhiên là sẽ giới thiệu thêm hai người nữa. Đấy, đủ năm người tỏ tình luôn. Rồi. Oh my god. Đúng rồi, được. Tham lam